gì ngủ đó hả con? Trời ơi ngủ kìa, buồn ngủ quá rồi. Vừa lấy con thì nó chơi không mà. À, nãy chơi giờ ngủ rồi hả? Đi lấy, đi lấy con. Chích, 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 chích. Chụp nào, chụp nào, chụp nào. Đấy, nhỏ chưa? Chụp này nè, đi lấy, chụp này nè, chụp này nè. Mẹ, mẹ, mẹ biết. Nè, đi. Ui, té, té, té. Nè. Lê. Đấy. Lê, Lê cầm nha, chụp nha. Này, cái con này. Thôi được rồi con, để cho em Tommy nó lớn của em đó con. Bây giờ chị Dung nhá, ở lại chơi với em nha. Dung, mày dặn này, chơi lại chơi với Lily như mẹ nha. Dạ, công việc tí. Ta, Lily chơi chị nghe chưa? Thấy chưa? Bye bye, hai chị em chơi với nhau đi. Ây da. Đi ra bàn học chơi đi. Đi, đi ra đây. Này, em cầm cửa bao bị này. Đi thân đi. Đi đi đi. Em không biết gì mà. Bây giờ đâu đây cái vạn vạn thôi. Cái đây vạn để cho nó giữ chặt này. Đó, để giữ chặt cái đây này. Càng chặt càng chan. Đó là đi ơi, chị thấy con chim sẻ này em nhìn đi. Thank you.
em có muốn nhìn nữa không? Em muốn ăn bánh này không? Em thích ăn bánh nào hơn? À, em muốn ăn bánh này. Ly ơi, bây giờ chỉ còn có một cái thôi. Em ăn tạm nha. Giờ chị cho Ly bánh sô cô la này. Giờ Ly, cái này nè. Đi đi. Hai chị em ăn chơi với nhau hả? Ôi ôi, bánh đâu đây? Con ôi nước con này, tại vì tự con muốn ăn bánh quá. Nước của chị Dung này. Mẹ mua táo đâu dây vậy? Đây táo mình chuẩn bị cho hai chị em ăn đây. Ủa ăn bánh rồi á? Ngon quá à. Ờ bánh ăn ngọt lại còn thích rất là con. Ừ, ngồi đây mẹ nha. Ngồi ghế đi, ngồi ghế. Nào cắt qua một bên nha. Đây là chúng ta xưa đây nè. Chợ mới nhộn rồi lấy Ly với con chơi mà. Ái mẹ làm gì vậy? Mẹ đang có việc, mà làm công việc một tí. Làm việc một tí nãy. Ôi ôi. Ngồi đấy. Em ăn bánh mà hai cái túi rộng lên. Em ăn bánh gì vậy con? Bánh này bánh là vì bánh mà ông. Ồ. Để ăn tới chưa? Con đi ăn táo nào. Chị thích ăn táo không? Ly Ly kìa. Ừ. Nó nhịn đau mồm á Ly ơi. À, hai chị thích ăn táo không? Chị thích ăn táo không? Chị thích ăn táo không? Chị thích nào? Đó, nào, đừng cắt đã. Em mày gọt cho hai chị em ăn nha. Con không thích ăn con. Em ăn nhiều bánh chưa con? Dạ. Em ăn có nhiều bánh không? Em ăn được có 3 cái à. À. Tính cả một hộp. Mẹ, tại sao em lấy cả ít chân như vậy? Em giỏi quá. Mẹ ơi, mẹ làm được cho con cái bông hoa nữa được không? Đồng ý luôn. Chúng mà Lily nhà lấy cái tam nha. Ừ.
Đang làm gì ta? Không để... cầm nó ra, không cầm này. Mẹ làm bằng cái tay cũng được hả? Ừ. Thôi khỏi luôn mẹ, không có cách ý được này là mẹ. Thì mẹ gọi cái em với con ăn đấy nha, ăn xong rồi mẹ làm bông cho. Ly ơi, rồi bông rồi nè. Rồi, nước mất rồi. Ly ơi, rồi bông rồi nè, rồi bông rồi nè. Let's dance your hair. Nha, cảm ơn mẹ. Ôi, thì ăn ngon quá. Ngon con. Bây giờ hai chị em chơi cái gì con? Con muốn chơi cái gì đó. Chơi không chơi gì hết á hả? Bí mật của hai chị em á? À? Đúng rồi. Đúng rồi. Đi chơi gì vậy? Chơi gì chị à? Em chơi ăn bánh. Ui, quả táo này cũng giòn quá, nó tươi quá con ạ. Mềm lắm. Nó mềm, tươi. Quả táo nó dai không? Quả táo này có dai không? Nó không dài lắm. Bông hoa chị Dung này. Đấy, đẹp không? Trời ơi, cái mặt ăn. Ăn thêm táo không con? Ăn táo này. Đứt hả? Đi muốn ăn thêm hả? Đứt mất rồi, để đi ăn. Không, em không có táo đâu con. Thầy Dung, táo con này. Mẹ ăn đứt mất rồi, phải để đây. Để đây này, để đây này con. Tặng về cho mẹ nè. Em ăn xong táo rồi em ăn bánh nha. Ồ, em ăn thêm bánh nữa. Em gần con này á. Đấy, thích ăn bánh quá. Để cái táo đi ăn tiếp nha. Trời ơi, em ăn hai cái luôn. Ừ, cầm hai cái hai tay. Ngon quá. Rồi đây. Con này ngứa của em đây. Anh đây là ngứa của mẹ. Ừ, mẹ cảm ơn. Ừ. Wow. Măng táo mẹ dọn vô nha. Đành còn 4 à, để mẹ xem cả nhà mình cùng xem kính thiên văn thử nhé. Kính anh văn nè. Kính thiên văn bên này. Ừ. Đây. Cái gì cả? Con thấy bị lá cây à? Ly ly ly, mình chỉ ngắm nè, ly ly. Ly ly ly. Em này con hướng dẫn em ngắm chưa? Dạ này, em đây, 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 nhưng đây, mà đây. Con hướng dẫn mà em chịu. À à, này này, ly ly như này con. Đấy, như đây này. Đấy. Đẹp quá, này ly ly, lấy con như thế này.